Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ bảy ngày 18 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Chủ Sơn La. Trong chương trình thời sự trưa nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau. Hội thảo khoa học 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến. Huyện Mộc Châu sẽ chặt cách ly y tế tại nhà phòng chống Covid-19. Huyện Mai Sơn triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Hội thảo khoa học, y dược cổ truyền kế thừa và phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 17 tháng 12, kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm khoa học toàn quốc kháng chiến ý chí bảo vệ độc lập tự do và bài học kinh nghiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo nhằm tri ân những con người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, khởi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ nhân dân. Cách đây 75 năm, vào tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Nhân dân Việt Nam, triệu người như một, đã nhất tề đứng lên với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ. 35 tham luận của các nhà khoa học gửi và trình bày tại hội thảo tiếp tục khẳng định tổng vóc và ý nghĩa lịch sử của sự kiện, khẳng định ý chí kiên cường, lòng quả cảm với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 60 ngày đêm khói lửa mở đầu toàn quốc kháng chiến của quân và dân ta đã tạo động lực và niềm tin để quân và dân ta chủ động bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, là tiền đề đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Hôm nay, Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi bổ sung và liều nhắc lại. Điểm mới của hướng dẫn này là Bộ Y tế cho phép tiêm liều thứ 3 vào 3 tháng sau, thay vì 6 tháng như hướng dẫn trước. Người đã mắc COVID-19 phải tiêm ngay sau khi khỏi bệnh mà không chờ 6 tháng. Hướng dẫn mới dựa theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược với tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước. Các địa phương quyết định nhóm tiêm phù hợp với thực tế xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung, nhắc lại từ tháng 12, căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine. Thưa quý vị, triển khai quyết liệt chuyển đổi số ngành y tế, tính đến tháng 12 năm nay, nhiều bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử. Đây cũng là điểm khởi đầu cho mọi nỗ lực chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, là nguồn dữ liệu đầu vào quyết định cho sự mở rộng sau này của hệ thống với 1.400 bệnh viện trên cả nước được kết nối thông qua bệnh án điện tử không phải mang theo sổ khám cũng không phải kê khai tiền sử khám bệnh đã từng điều trị tại bệnh viện. Các bệnh nhân khi đến bệnh viện răng hàm mặt trung ương Hà Nội đều đã được thiết lập hồ sơ bệnh án điện tử. Còn bệnh nhân chỉ cần xác nhận lại thông tin cá nhân trên bệnh án bằng vân tay. Tôi thấy mà kê khai bằng điện tử sẽ thuận tiện hơn và sẽ lưu trữ được những cái tài liệu sau này khi tôi có muốn quay xuống thì tôi chỉ có cần thông báo cái tên tuổi và như thế nó sẽ không phải mang những cái chứng từ tài liệu hoặc là có thể là sơ xuất là quên ở nhà. Các bác sĩ khi khám cho bệnh nhân sẽ cập nhật toàn bộ dữ liệu về điều trị của bệnh nhân và lấy thông tin của bệnh nhân trong các lần điều trị trước qua máy tính, lịch hẹn cho lần khám tới của bệnh nhân cũng sẽ được thực hiện trên máy tính. Qua hỏi bệnh cũng như là thăm khám thì chúng tôi sẽ có được thông tin của bệnh nhân một cách đầy đủ. Cộng với cả chúng tôi sẽ có những cái cận lâm sàng như là X quang ảnh của bệnh nhân sẽ được nhập vào trong cái hệ thống bệnh án điện tử. Bệnh án điện tử giúp người bệnh không phải lưu trữ tất cả loại giấy tờ khi đi khám bệnh chữa bệnh. Người bệnh cũng không phải lo lắng nếu làm mất kết quả xét nghiệm, không phải hoang mang đi đọc chữ viết của bác sĩ. Với các cơ sở khám chữa bệnh, hệ thống phần mềm bệnh án điện tử được sử dụng thống nhất, liên kết với tất cả các khoa phòng trong bệnh viện. Bệnh nhân được quản lý bằng mã số đây cũng là một trong hai bệnh viện tuyến trung ương đầu tiên tại Việt Bắc triển khai được bệnh án điện tử đến thời điểm hiện tại. Thứ nhất là giảm các cái thủ tục hành chính, thứ hai nữa là liên thông với nhau. Thứ ba nữa là kiểm soát được rất là minh bạch, thực hiện các quy trình quy chuẩn chuẩn và làm cho người bệnh rất là hài lòng và một trong những cái nữa là các cái tương tác với các khoa phòng các bộ phận trong bệnh viện với nhau rất là đơn giản thuận tiện. Bệnh án điện tử đây là một các sản phẩm mà giải pháp cốt lõi trong công tác chuyển đổi số của bệnh viện. Vì qua việc ứng dụng cho các bệnh án điện tử thì người dân, bác sĩ rồi là cơ sở y tế rồi cơ quan quản lý bảo hiểm đều có được những cái hưởng lợi từ việc triển khai của bệnh án điện tử này. Thế thì đến đến nay thì là đã có 26 bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc đã triển khai thành công điện tử và các công tác thanh toán giám định bảo hiểm tổng bệnh điện tử cũng được bảo hiểm xã hội chấp nhận với bệnh điện tử. Đây là một cái bước rất là tích cực. Bộ Y tế đã đưa ra lộ trình từ năm 2019 đến năm 2023, các cơ sở khám chữa bệnh hạng 1 trở lên chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. và giai đoạn 2024 -2028 tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Bệnh án điện tử là những lộ trình cơ bản để từng bước ngành y tế Việt Nam thực sự phát huy thế mạnh tiên phong chuyển đổi số mang lại lợi ích nhân văn cho người bệnh, cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm hàng nghìn ngày công lao động và hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước ngày 17 tháng 12, huyện ủy Quỳnh Nhai đã tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 và ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Đến nay toàn huyện đạt 170 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 15,5 tiêu chí trên xã, có 7 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí, 1 xã đạt 11 tiêu chí, 2 xã đạt 9 tiêu chí và 1 xã đạt 8 tiêu chí dự kiến vào cuối tháng 12 năm 2021 sẽ tổ chức lễ công bố xã Mừng Dôn đạt chuẩn nông thôn mới. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua huyện Quỳnh Nhai đã nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, các khuyến cáo của ngành y tế, tăng cường giả soát, truy vết, xét nghiệm, quản lý và cách ly kịp thời các trường hợp có nguy cơ từ các tỉnh khác về và các trường hợp có tiếp xúc gần với người từ vùng dịch trở về địa phương. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 15 tháng 12, số người được giả soát truy vết là 13.453 người. Tổng số mẫu xét nghiệm được lấy là 4.709 mẫu. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Lũy tích đến nay đã tiêm được 52.127 mũi cho đối tượng trên 18 tuổi, trong đó mũi 1 là 35.523 mũi và mũi 2 là 16.604 mũi. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế. Cùng với việc khoanh vùng, truy vết, khẩn trương dập dịch, huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các xã thị trấn chủ động siết chặt các khu phong tỏa và tăng cường quản lý các trường hợp F1, F2 cách ly y tế tại gia đình. Đồng thời hướng dẫn người cách ly tự theo dõi sức khỏe và tổ chức lực lượng kiểm tra các điều kiện đảm bảo cách ly y tế tại nhà theo quy định, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng thị trấn Nông Trường Mộc Châu là địa phương có số ca dương tính với SARS-CoV-2 cao nhất của huyện Mộc Châu. Đến ngày 17 tháng 12, thị trấn đã phát hiện 80 trường hợp F0, truy vết được 1.204 trường hợp F1 và trên 1.300 F2, trong đó có 934 trường hợp F1 và toàn bộ F2 được cách ly tại nhà. Thị trấn Nông Trường đã phong tỏa 17 cụm dân cư, tổ chức 11 chốt ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Trong quá trình thực hiện ở các gia đình, có trường hợp F0, F1 thì sẽ siết chặt quản lý, thành lập các tổ chốt cùng với lực lượng công an của thị trấn nông trường và lực lượng dân quân tự vệ và các tổ Covid cộng đồng cắt các cái ca trực để thực hiện các cái nhiệm vụ và lập sổ theo dõi người ra, người vào trên địa bàn. Cùng với tăng cường siết chặt các khu phong tỏa để làm tốt công tác quản lý giám sát các trường hợp đang cách ly y tế tại gia đình, Thị trấn đã tổ chức gắn biển cảnh báo tại khu vực trước cửa nhà có người cách ly, qua đó giúp người dân xung quanh biết, hạn chế tiếp xúc và cùng thị trấn tham gia giám sát. Khi được phong tỏa thì gia đình tôi ở trong nhà để khẩu trang, thực hiện đúng 5K. Bảo về sức khỏe trong nhà có gì mà sức khỏe không ổn định thì bảo về tiểu khu ạ. Hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng ở các bản tiểu khu có vai trò rất lớn trong việc giúp các xã thị trấn nắm bắt tình hình, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm, tuyên truyền vận động người dân thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Tổ COVID cộng đồng thường xuyên là đi kiểm tra tất cả các hộ gia đình có những người là cách ly tại nhà thì chúng tôi sẽ tuyên truyền và nhắc nhở các gia đình là chấp hành tốt cái nội quy của tiểu khu cũng như là của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID thị trấn nông trường. Tình hình dịch bệnh tại huyện Mộc Châu vẫn đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, rõ ràng vấn đề quan trọng nhất vẫn là sự hợp tác của mỗi người dân trong thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, chỉ như vậy mới có thể sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, năm 2022, huyện Mai Sơn đề ra 18 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó 5 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu về xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng trên 147 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 2.500 tỷ đồng. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,6%. Có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới. 100% các xã thị trấn, 100% cơ quan đơn vị doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Trồng mới 250 ha rừng tập trung. Để thực hiện được kế hoạch đó, huyện Mai Sơn sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp đề ra để tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, bảo đảm sự nhất quán, kết nối và kế thừa, phát triển những thành tựu đã đạt được trong các năm trước. Ngày 17 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã đã tổ chức hội nghị tổng kết nông nghiệp nông thôn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất nông sản trên địa bàn huyện Sông Mã gặp nhiều khó khăn. Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với sự chủ động, nỗ lực của người dân và các hợp tác xã, nông nghiệp huyện Sông Mã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản lượng lương thực toàn huyện đạt 70.951 tấn, tăng 3,8% so với năm 2020. Toàn huyện đã tiêu thụ được 71.057 tấn nhãn, 11.962 tấn xoài, tổng giá trị hàng hóa ước đạt trên 995 tỷ đồng, nâng độ che phủ rừng năm 2021 lên 39,2%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xã Trình Khương đạt 12 trên 17 tiêu chí, xã Trình Sơ đạt 10 trên 17 tiêu chí. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản năm 2022, tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Sau đây là tin báo khẩn cấp cơn bão số 9. Hồi 7 giờ ngày 18 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ vĩ bắc, 116,0 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão số 9 không ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Sơn La. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tiến tới mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người bệnh, vừa qua thì Bệnh viện Y dược cổ truyền Sơn La đã tổ chức hội thảo khoa học năm 2021 với chủ đề Y dược cổ truyền, kế thừa và phát triển. Tại hội thảo, Hội đồng Khoa học của Bệnh viện đã lựa chọn 5 đề tài thuộc các lĩnh vực khác nhau để trao đổi và thảo luận, gồm đánh giá tác dụng của điện châm theo phương pháp cận tam chân trong điều trị bệnh lý rối loạn tuần hoàn não, đánh giá tác dụng của châm cứu trong điều trị bệnh nhân mất ngủ không thực tồn tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Sơn La, tìm hiểu tình hình thực hiện kê đơn thuốc cho bệnh nhân điều trị ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế tại khoa khám bệnh bệnh viện y dược của truyền tỉnh Sơn La năm 2021 đánh giá tác dụng của châm tê trong điều trị đau thần kinh zona đánh giá tác dụng của phương pháp siêu âm điều trị trên bệnh nhân hội chứng cổ vai cánh tay do thoái hóa cuộc sống cổ bằng máy siêu âm T4376. Những tham luận được trình bày tại hội thảo sẽ giúp cán bộ y tế nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, vận dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào công tác khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Đây cũng là cơ hội lớn cho các nhà khoa học, các y bác sĩ tăng cường hiểu biết, trao đổi và hợp tác để có những đóng góp tích cực trong việc phát huy, phát triển y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hội chữ thập đỏ huyện Bắc Yên vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ qua, Hội chữ thập đỏ huyện Bắc Yên đã triển khai sâu rộng các hoạt động phong trào Hội chữ thập đỏ như tương thân, tương ái và hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, Tết vì người nghèo, hoạt động phòng ngừa ứng phó giảm nhẹ thiên tai. Qua các hoạt động, đã có trên 5.000 lượt người được giúp đỡ, hỗ trợ, thăm hỏi tặng quà trị giá trên 2,6 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội chữ thập đỏ huyện Bắc Yên phấn đấu xây dựng tổ chức hội đoàn kết vững mạnh, ngày càng chuyên nghiệp, tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, phấn đấu 100% các bản tiểu khu có tổ chức hội chữ thập đỏ khối trường học có 96% các khối lớp hoạt động công tác chữ thập đỏ, phấn đấu hàng năm duy trì, quản lý và trợ giúp ít nhất 56 địa chỉ nhân đạo. Mỗi hội cơ sở có ít nhất một mô hình công tác xã hội nhân đạo được áp dụng thực hiện có hiệu quả. 1,8% dân số tham gia hiến máu tình nguyện hàng năm. Tại đại hội, đã bầu 23 đồng chí vào ban chấp hành khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố tổ chức bế mạc lớp tập huấn hàn nhân văn nghệ năm 2021. Trong thời gian 10 ngày, giảng viên của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh đã thực hiện gần 90 tiết dạy cho 35 học viên là các hạt nhân văn nghệ 12 xã phường trên địa bàn thành phố. Các nội dung thanh nhạc, kỹ năng kết hợp giữa động tác biểu diễn với âm nhạc Kỹ năng sân khấu và những kỹ năng biên đạo múa, kỹ năng diễn xuất, biểu diễn, cách thức tổ chức, xây dựng và phát triển đội văn nghệ ở cơ sở, hướng dẫn múa cơ bản, dàn dựng các tiết mục múa, hát dân ca truyền thống các dân tộc Kinh, Thái, Mông và vũ điệu kết đoàn, giúp các học viên trở về cơ sở là hạt nhân tiên phong xây dựng các tiết mục văn nghệ chất lượng, tham mưu tổ chức truyền dạy tại cơ sở. Ban tổ chức lớp tập huấn đã trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành lớp tập huấn hạt nhân văn nghệ thành phố năm 2021. Vừa qua, Huy Tuận Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết về xây dựng xã Trường Pha điển hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. Năm 2021, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Trường Pha tiếp tục được giữ vững ổn định. Xã tiếp tục duy trì hoạt động của 104 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, 12 tổ an ninh nhân dân, 12 tổ hòa giải, 12 tổ phòng cháy chữa cháy tại địa bàn. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng, Năm 2021, trên địa bàn xã không để xảy ra tranh chấp đất đai, không có đơn thư khiếu kiện đông người kéo dài vượt cấp. Duy trì giữ vững các tiêu chí đạt được trong năm tới, xã Trường Pha tiếp tục phát huy các tổ chức đoàn thể trong xây dựng phong trào. Thực sự là điển hình trong phong trào giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn dịp Tết Nguyên đán lễ hội, tiếp tục giáo dục tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tố giác, đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vừa qua, Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức chuyển trao kinh phí hỗ trợ mái ấm công đoàn của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Công nhân Lê Xuân Hòa là kỹ thuật viên của đội quản lý vận hành khu vực Bắc Yên thuộc Điện lực huyện Phú Yên, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi hai người con của anh đều mắc bệnh hiểm nghèo. Vì kinh phí chữa bệnh hàng tháng rất lớn nên gia đình anh vẫn chưa có nơi ở kiên cố. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình anh, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ 60 triệu đồng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc hỗ trợ 30 triệu đồng và Công ty Điện lực Sơn La hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình anh Hòa có thêm nguồn lực xây dựng một căn nhà mới. Nhờ nguồn kinh phí này và sự hỗ trợ của người thân, anh Hòa đã xây dựng một căn nhà có diện tích 93m2 với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Mộc Châu đã tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý 465 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp ngân sách nhà nước trên 932 triệu đồng. Trong đó có 155 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, nộp ngân sách nhà nước gần 300 triệu đồng. Vi phạm về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 19 trường hợp, vi phạm về xe hết niên hạn sử dụng 30 trường hợp, vi phạm về xe quá khổ 13 trường hợp, vi phạm về mũ bảo hiểm 321 trường hợp, vi phạm về sử dụng ma túy và chất kích thích 7 trường hợp bắt và xử lý về ma túy 3 vụ. Ngoài ra, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mộc Châu đã tổ chức 11 buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới các trường học trên địa bàn huyện và 7 buổi tuyên truyền đến các bản, tổ dân phố thu hút trên 13.000 lượt người tham gia. Tổ chức cho trên 300 người dân ký cam kết vận động người thân gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Chuyện Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La, mây thay đổi không mưa, ngày nắng, trời rét, vùng núi cao rét đậm, độ ẩm 50 đến 99%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 14 đến 24 độ. Thành phố Sơn La 12 đến 23 độ. Mường La 15 đến 27 độ. Mai Sơn 12 đến 25 độ. Yên Châu 15 đến 27 độ. Sông Mã 13 đến 25 độ. Bắc Yên 13 đến 23 độ. Phú Yên 15 đến 24 độ. Mộc Châu 10 đến 20 độ. Sóc Cộp 13 đến 25 độ. Vân Hồ 10 đến 20 độ. Thuận Châu 14 đến 26 độ.